Giường đi em. Thích lên giường hả? Sau giờ này ngày nào cũng như thứ bảy chủ nhật vậy trời, mệt nghỉ luôn á. Dễ chạy rồi nữa, không vui mệt quá, mệt không mới vui, không chán lắm. Vui lắm em ơi. Nó cũng vừa nó dồn dập quá mệt. Ăn cơm bên kia mà. Ừ. Cái gì? Không hình nó bị gì vậy? Bị gì là bị gì? Bị nói hộp quá nhiều. Là sao? Bị nói hộp bụi á. Lau đi. Không phải.
Trời ơi, ở nhà ông một đống mỹ phẩm mà sao da ông không? Nó vẫn xấu vậy. Cái cần nó không xài mà cái sai, cái không cần. Em đúng đắng mụn luôn đấy. Mụn em đúng đắng mụn luôn đấy. Cục nó chả bả lỡ là. Bao lâu rồi không đi lấy mụn? Chắc cũng 2 tháng. 2 tháng rồi. Tháng dịch nữa, đi không được. Mấy tháng dịch có đi không được nữa mà. Là bao nhiêu tháng? Thì em xài thuốc này trong mấy tháng dịch đó. Nó có đỡ không? Nó lên mụn chứ nó có đỡ. Em xài gì? Có chi lên cyst gì đó. À. Dùng xịt mặt có à? Dạ. Hiểu luôn. Toàn cái đậy mụn bảo sao. Mấy đoạn đâu có nhiều gì đâu, nó chỉ có vài mụn. Xong đổi cái là nó lên luôn. Nó lên hết mặt luôn. Mà sao giờ không mua thuốc về xài? Em xài thuốc đó, thuốc bôi đó. Thuốc. Xài thuốc bên chị à? Không. Xài gì? Em mua thuốc gì? Lên sức mẻ gì á. Ủa cái đấy không phải em cái bị đầy mụn à? Yeah. Mà vẫn xài à? Cái đấy thì chị thấy khác, chị cũng nhiều bạn bị đầy mụn lắm luôn á. Yeah. Đổi đi.
em cứ xài vậy là em không bao giờ hết được hết. Thì cứ xài nó cứ đẩy lên, cứ lấy xong về nó đẩy lên thì đi tích sự gì đâu. Thế phải sức cái nào mà nó gom với nhân mụn lại chứ đừng có xài cái đẩy mụn ấy. Cái chỗ nó không có mụn nó cũng đẩy chứ đừng nói chỗ có mụn. Nãy giờ ở đây chứ không đi đâu luôn á. Lo cầm điện thoại đi. Thank you.
Cái gì? Nó sao? Hả? Đúng rồi, nó dậy đúng rồi, mát quá. Trên. Cái này tại em đang để nó cận lắm luôn nên mình không thấy đâu. Thấy chưa? Thấy rồi. Tại không cái này để khung thành cận lắm. Nhưng mà chỉ lướt đi lẹ cái này không thấy luôn. Về nha. Nhà đâu có tên gì Hiếu? Nhà hả chị? Nhà hả? Nhà trăm cá. Trăm cá hả? Dạ. Tưởng bị con nào bắt mất rồi chứ. Hai bạn bên kia lên quạt trước đúng không? Hai bạn bên kia lên trước đúng không? Hai bạn bên kia lên trước đúng không? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà bên kia nhiều lắm. Em muốn nằm đây vậy? Vậy em nằm đợi đi. Hai chị, sao cô, sao con, sao mọi người. Em nằm đợi rồi. Ảo khung. Nghe chị dứng ghê luôn. Hả? Chị dứng. Hả? Ôi chị biết không? Chị nhớ nhắc bạn là làm YouTube tắt âm thanh nha. Giờ tắt âm thanh nha. Em đang xuất vitamin C của chị luôn. Tại nãy giờ luôn á, chị yêu dễ hả? Bởi vì chỗ này chị đã đi nước uống. Em nghỉ 1-2 tuần bay thăm mụn luôn á. Em nghỉ 1-2 tuần bay thăm mụn đúng rồi. Xuất vitamin C nó mang thăm thấp hả?
Được rồi. Em biết rồi. Làm gì vậy? Sao em làm theo ý chị mà chị cứ nói một bài vậy? Tự nhiên đang lên thì tự nhiên cua xuống cái hết hồn luôn á. Cười cười. Ôi ôi.